Hôm nay 29 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa họp để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân Sở Xây dựng về vi phạm trong việc bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng. Theo đó thì ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên giám đốc Sở Xây dựng bị kỷ luật khiển trách do liên quan tới việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại sở này, còn bà Trần Vũ Quỳnh Anh thì bị khai trừ Đảng. Thông báo được trích lược từ kết luận thanh tra của tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ hàng loạt sai sót vi phạm trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Trong đó, thanh tra chỉ rõ trách nhiệm trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh trực tiếp là giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015, ông Ngô Văn Tuấn. Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn chính là người đã ban hành quyết định bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức phó phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản. Tiếp đến ngày 7 tháng 11 năm 2014, ông Tuấn tiếp tục ban hành quyết định bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức trưởng phòng trên. Việc bổ nhiệm chưa đủ các tiêu chuẩn theo quy chế bổ nhiệm công chức viên chức lãnh đạo là thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng, một số đảng viên trong chi bộ nơi bà Quỳnh Anh công tác trước đây cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng đã thống nhất hình thức kiểm điểm sâu sắc đối với ông Đào Vũ Việt, giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa.